Trâm xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em và bạn bè đã trở vào trang vlog của Trâm. Hôm nay Trâm đi chợ, Trâm mua được rất là nhiều thịt bò rất là ngon nè các bạn. Cho nên hôm nay Trâm sẽ vào bếp làm món bún bò Huế với giò heo và chả Huế. Thì trong lèo của mình á, thì Trâm mua đó là bắp bò. Tại vì trong bún bò Huế các bạn dùng bắp bò là ngon nhất nha các bạn. Tại vì đây là cái miếng này nè. Thì ở trong chợ đó nó chỉ có bán như vậy thôi à các bạn. Nó bán sẵn từng miếng, nó xắt ra như vậy. Chứ nó không có bán giống như ở Việt Nam mình từng khúc thịt bò. Nếu mà ở Việt Nam á các bạn tìm được một khúc luôn cả cái bắp bò dài đó thì các bạn nấu và gân nữa thì ăn rất là ngon nha. Thì trong cái súp nấu bún bò Huế đó thì bắt buộc là mình phải có mắm ruốc nha các bạn. Mình mua được cái mắm ruốc trà Huế nè. Và trong đó nữa là mình phải có sả. Đấy, cho mua một mớ sả ha. Và để làm cho cái màu trong bún bò Huế nó thơm á thì Trâm sẽ sử dụng bột sa tế. Trâm mua sẵn cái bột sa tế của Pháp. Họ làm ở bên đây như vậy nè. Các bạn nào ở Đức có thể tìm mua ở siêu thị đó cũng có đó. Ở Pháp cũng có luôn. Nó nêm rất là vừa miệng và rất là ngon rồi các bạn. Trong đó có sả nè, ớt nè, đường, muối, tiêu đầy đủ hết luôn. Và ngoài ra cái sa tế đó thì Trâm sẽ dùng thêm màu dầu điều nha. Để lên trên mặt mà mình ăn bún bò Huế đó thì Trâm dùng thêm đó là rau răm. Bây giờ Trâm để một mớ rau răm ở đây rồi nha. Rau răm nè, ớt nè và hành lá. Các bạn có thể dùng hành lá nào cũng được, hành lá cọng và hành lá lá này cũng được. Và trong đó Trâm sẽ nấu thêm, Trâm bỏ là gừng và hành tím, tỏi, ớt. Trong súp để cho nó thơm và nó trong á, thì Trâm sẽ dùng thêm hành tây. Đó, nguyên liệu của chúng ta chỉ có như vậy thôi đó các bạn. Mở cho các bạn xem nha. Thịt đó nó cắt chỉ một lớp như vậy nè, rất là mỏng ha. Bắp bò và gân bò nó ở trong đây luôn đó các bạn, nhưng mà gân thì rất là ít. Đây nè, cái khúc này có gân nè đó. Gân là nó nằm ở đây nè các bạn nè. Ở Việt Nam thì họ cắt ra bắp, gân ra gân, còn ở đây thì có như vậy thôi. Thì mình chỉ mua như vậy mình xài. Và đây Trâm mua thêm một bịch thịt nữa nè. Trâm sẽ mở ra các bạn coi nhé. Trâm mua ở chợ Đức mà hôm nay rất là may mắn. Tại vì họ ít khi nào có bán lắm. Ở chợ gần nhà Trâm họ không có bán nhiều. Cái chân nè. Trâm nhờ họ cắt thì họ cắt như vậy nè. Chứ họ không cắt nhỏ hơn nữa. Và Trâm mua thêm nữa đó là cái đuôi bò đó các bạn, ăn rất là ngon. 8 euro một ký đó, đuôi bò. Và hôm nay Trâm chỉ thấy họ bán, Trâm muốn mua nạm đồ đó mà Trâm chỉ thấy họ bán vú bò thôi nè. Rất là ngon luôn, Trâm mua miếng này nè. Bây giờ Trâm đem đi thịt, Trâm đem đi rửa nha. Ối và hành tím Trâm cắt nhỏ, sau đó Trâm bỏ vào máy, Trâm xay nhuyễn luôn nha. Gừng Trâm cắt đôi ra xong rồi Trâm đập dập nó vậy các bạn. Để chút Trâm bỏ vào trong nước lèo. Còn sả thì Trâm lấy một số cây nha, Trâm bào nhỏ ra một tí rồi Trâm bỏ vào trong máy xay sinh tố loại 4 cây này nè các bạn. Bạn xay cho nó nhuyễn nha. Ở Việt Nam có cái bàn bà ồ á, các bạn cột lại các bạn bào nó dễ hơn ha.
xả bào, chăm chỉ bào một ít như vậy nha các bạn. Chăm sẽ bỏ vào trong đây nè, trong máy xay mình xay nhuyễn nha. Và trong cái trong đây mình sẽ cho một chút xíu nước để cho dễ xay nha các bạn. Một chén nước nhỏ là khoảng nước gừng trong cái hỗn hợp xả hồi nãy của mình á, mình bỏ vào, mình đem đi xay chung xả và gừng. Các bạn cứ đổ cho nó lỏng lỏng ra nha, rồi mình dễ xay. Tại vì mình làm cách này á, là do mình có con nhỏ đó, nên mình phải làm cho cái sốt này nó thiệt là loãng. Chứ còn nếu mà mình làm xả mà bào á, mình xào lên á, thì xả nó không có tan trong nước lèo các bạn. Thì khi con mình ăn nó lợn cợn của xả rất là khó ăn. Còn một ít xả thì Trâm sẽ đập nó ra như vậy nè các bạn. Sau khi mà mình đập dập xả như vậy nè các bạn, cái đầu xả đó mà mình đập luôn phần đuôi luôn, thì mình cột nó lại nha các bạn, để mình làm một bó đó. Mình bỏ vô trong nồi súp mình hầm, thì cái tinh dầu của xả sẽ ra mùi thơm hơn là các bạn không có đập á. Các bạn dùng sợi chỉ cột chặt lại. Thịt Trâm đã rửa sạch như vậy nè các bạn. Đây là xương, xương giò ha. Trâm bỏ nó vào trong cái nồi áp suất để Trâm nấu. Và đuôi bò cũng vậy. Bởi vì cái này á, mình sẽ phải nấu lâu hơn á. Và cái xương mà Trâm lọc ra nè, ở trong bắp bò đó, thì Trâm cũng bỏ vô đây. Nên Trâm sẽ phải nấu hai nồi. Còn đây nè, các bạn xem, thịt này á thì Trâm cũng sẽ lóc ra chỗ này lấy thịt. Còn cái miếng này là giống như gân á các bạn, thì hầm nó cũng lâu. Xương nè, gân nè, cho nên Trâm sẽ cắt nó ha. Phần xương, phần gân Trâm bỏ vào trong cái nồi áp suất. Bắp bò nè. Phần xương, gân. Còn đây toàn là thịt thôi các bạn. Đây bắp nè. Bắp nè. Trâm sẽ dùng một cái nồi khác, Trâm bỏ bắp thịt bò vào ha. Và trong thịt này Trâm sẽ bỏ vào trong đây 2 muỗng cà phê, muối và 4 muỗng cà phê đường. Trâm chỉ ướp tạm thôi nha các bạn, để cho nó thấm vào trong thịt đó. Rồi chút nữa mình khi mà mình làm chung với nước lèo thì mình sẽ nêm lại nha. 1 muỗng cà phê bột ớt nha các bạn. Bột ớt này Trâm xài nó cũng hơi cay đó, cho nên Trâm không có bỏ nhiều. Và Trâm sẽ bỏ vào bột sa tế. Trâm bỏ vào 2 muỗng vuông cà phê. Sau đó Trâm sẽ bỏ 1 muỗng, 2 muỗng tỏi và hành tím bằm á các bạn. Và còn đây là cái nước mà Trâm hồi nãy Trâm làm, Trâm nói các bạn á, là xả đó, Trâm bằm ra nhuyễn như vậy nè các bạn. Nó thành như là pasta luôn, cho nên là nó không có lợn cợn ở trong cái nước lèo của mình. Tại vì cái xác của xả nó không có tan được đó các bạn. Nên bây giờ Trâm đổ vào nè nha. Nó rất là thơm. Trâm ướp chung nha. Nếu mà các bạn thích đó, có thể lấy một chút xíu dầu điều bỏ vào thêm.
Tại vì dầu điều Trâm chưa có thắng, mà bây giờ Trâm phải ướp rồi đó, cho nên Trâm lấy dầu ăn bình thường nha. Một muỗng canh nha. Sau đó Trâm trộn lên nè. Và mình để khoảng 15 đến nửa tiếng cho cái sốt này nó thấm gia vị vào trong thịt đó các bạn. Rồi mình đem đi mình luộc nha. Mình hầm. Quên nữa, Trâm sẽ bỏ một chút xíu tiêu vào trong đây nha các bạn. Một muỗng cà phê tiêu trắng nha. Cho nó thơm. Rồi, bây giờ Trâm đem ra ban công Trâm để 15 đến nửa tiếng. Đây là miếng dầu á các bạn, và mình bỏ vào trong đó một ít hạt điều và Trâm để cho nó để lửa vừa thôi. Và cái màu hạt điều nó sẽ ra màu màu cam cam rất là đẹp các bạn. Bây giờ nó đã ra như vậy nè ha, Trâm đổ ra nè. Sau khi mà Trâm đã lọc qua cái hạt điều, Trâm bỏ đi cái xác nha. Trâm dùng lại cái chảo và Trâm sẽ đổ lại miếng dầu hồi nãy mình vừa thắng hạt điều ra nè. Trâm đổ một ít ha. Sau đó Trâm sẽ bỏ vào vài cọng sả mà Trâm đã đập đập dập cọng sả đó các bạn, để cho cái mùi sả nó ra cho nó thơm nha. Sau đó Trâm sẽ dùng ớt sa tế. Trâm dùng 2 muỗng canh. Tùy ở các bạn thích nhiều hay ít nha, thì các bạn thắng lên theo cái theo cái lượng nấu nước lèo của các bạn. Mình sẽ xào lên nha. Châm bắt nồi áp suất lên đó, thì châm lấy một miếng nước sôi nè các bạn, châm đổ vô. Nếu mà các bạn nào kỹ lưỡng á, mà các bạn thích á, thì mình sẽ trụng nước trụng thịt trước khi mà mình nấu cũng được, còn nếu mà không cũng không sao đâu các bạn, bởi vì nồi áp suất á, nó không có làm cho cái nước đục. Châm đã nấu nhiều lần rồi đó, châm đã chia sẻ mấy video trước đây, các bạn có thể tham khảo nha. Trong lúc mà mình chờ cho cái nước này nó sôi lên đó các bạn, để mà mình trần thịt rồi đem mình đem đi đổ bỏ mấy cái mình nói là dơ á, cái máu của thịt nó ra nó làm đen nước á, thì mình bắt một cái nồi nước khác mình làm cho nước nó sôi nha các bạn, để mình nấu nước lèo. Bây giờ Trâm trần sơ qua xong rồi Trâm đổ cái nước này bỏ đi nha. Tại hôm nay Trâm trần á là bởi vì Trâm có nấu cái xương heo nè, Trâm sợ nó hôi đó. Rồi Trâm đem đi đổ cái nước này nha. Rồi Trâm bắt trở lại. Sau khi Trâm đổ thì mình cũng lấy nước lạnh mình rửa sạch cái thịt lại một tí ha. Rồi, bây giờ Trâm đổ nước vào nha. Trâm đã bắt cái nồi nước hồi nãy giờ nè. Đó, Trâm đổ nước sôi vào. Sau đó Trâm sẽ cho sả vào nha. Một cây như vậy. Sau đó Trâm sẽ cho muối. Một muỗng muối nè. Hai muỗng muối nè. Ba muỗng muối nè. Mình nêm từ từ á. Rồi. Trâm cho đường nè. Một muỗng đường nè. Hai muỗng đường nè. 3 muỗng đường nè, 4 muỗng đường nè. Sau đó thì Trâm cho một chén đường phèn vào nha các bạn. Củ hành tây. Mình để vào thì cái súp nó sẽ ngọt á và nó sẽ trong nữa. Và Trâm bỏ vào gừng đã dập nhuyễn như vậy nè. Và cuối cùng Trâm bỏ thêm
cái ớt sa tế mà mình xào chung với sả đó, mình bỏ vô luôn nha các bạn. Và Trâm bỏ vào một muỗng mắm ruốc Huế nha. Mình tạm nêm trước như vậy thôi. Và Trâm đậy nắp lại nha. Và Trâm hầm khoảng 20-30 phút. Trâm sẽ bắt qua Trâm xào cái này nha các bạn. Trâm đã để được 20 phút rồi nè, thịt nè các bạn xem. Bây giờ mình bắt lên mình xào một chút xíu cho thịt nó săn lại. Bởi vì Trâm làm hôm nay cái cách này á, giống như trong lagu bò kho. Nếu mà các bạn nào thích xem món lagu bò kho, các bạn có thể xem tham khảo nha. Để Trâm Trâm làm cái kiểu này, Trâm làm cho nó săn lại á, để khi mà nó chín nó các bạn thì thịt nó không có bị bở. Nó cũng không có được, Trâm thấy là nó ngon hơn á các bạn, nó rất là săn. Trâm đã làm được màu hạt điều nè, giờ Trâm bỏ vô một muỗng nha để cho nó có màu cho nó đẹp. Bạn xem, thịt khi mà nó săn lại một tí như vậy thôi nha các bạn, thì Trâm đổ nước vào nha, các bạn đừng có để cho nó bị khét nha. Nhớ các bạn dùng nước sôi nha các bạn, nước nấu nó không có bị mất chất. Trâm chỉ dùng một chút xíu nước như vậy thôi nha các bạn. Và Trâm sẽ bỏ vào trong đó một chút xíu gừng nè. Gừng đã giã nhuyễn á. Sử dụng một bó sả như vậy nè, cho nó thơm. Và trong đây Trâm cũng bỏ một ít mắm ruốc vào nha các bạn, để cho nó thơm. Và bây giờ mình cũng có thể nêm lại một chút xíu, coi có vừa khẩu vị mình cái độ mặn hay không á các bạn, để cho thịt nó thấm á. Thì Trâm bỏ thêm một chút xíu, một muỗng nhỏ muối nữa nha các bạn. Bây giờ là mình đóng lại, mình sẽ hầm thịt cho nó mềm. Trâm đậy lại và Trâm hầm khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, rồi mình sẽ thử coi cái lượng thịt và cái độ mềm của thịt đó nó theo vừa ý của mình chưa thì mình dừng lại nha các bạn. Thỉnh thoảng thì mình cũng vớt bọt nha các bạn. Sau khi mà Trâm đã hầm 1 tiếng rưỡi á các bạn, thì Trâm thấy thịt nó đã mềm theo ý của mình rồi đó các bạn. Ừ. Các bạn dùng cái đũa các bạn xiên ha, và các bạn thấy thịt nè nó mềm, thiệt là mềm á, là vừa. Còn nếu mà các bạn thích mà nó ăn vừa hơi tới thưa thôi đó, nó còn dai dai cứng cứng á, thì mình hầm thời gian ngắn lại. Của Trâm làm như vậy là vừa rồi nè. Còn Trâm sẽ để cái nước sốt này như vậy, tại vì Trâm nấu thường đó, nấu bún bò Huế hay tất cả nấu nước lèo á các bạn, thì Trâm nấu trước đó 8 tiếng. Bởi vì để 8 tiếng á thì nước sốt nó sẽ thấm ăn rất là ngon hơn là mình nấu liền mà mình ăn liền. Bây giờ Trâm để ở đây.
Và đây là nồi áp suất mà Trâm hầm xương, thì Trâm cũng đã hầm được nửa tiếng, cho nên Trâm cũng tắt bếp và Trâm để cho nó thật là nguội. Khi mà mình sử dụng cái lò áp suất á các bạn, cái bạn để ý cái này nè, cái này á, màu đỏ mà nó trồi lên á là nó còn rất là nóng, mình không có được mở nắp nha các bạn. Các bạn chú ý, chứ có bạn nói kể cho mình nghe họ bị tai nạn rất là khổ đó các bạn. Khi mà nó nè, cái miếng này nè nó đã xuống rồi nè, là nãy giờ Trâm đã tắt rồi thì nó mới là nguội lại, giảm nhiệt thì nó mới mới tuột xuống nha. Thì đây nè, Trâm Trâm hạ nhiệt rồi nè, đó xả nhiệt rồi, bây giờ Trâm mới mở được nè, mình mới mở nè. Bây giờ cho mới mở được ha. Đó. Đây là nước chân giò heo xương. Trâm cũng để ở đây để 8 tiếng. Khi mà ăn thì Trâm sẽ làm nóng lại. Trâm cũng đã nêm, nó cũng hơi vừa khẩu vị mình rồi đó các bạn. Rau để mà ăn kèm với lại bún bò Huế đó thì Trâm mua được hôm nay chỉ có giá nè, rau mùi. Và Trâm thích đó là rau kinh giới đó các bạn. Rau kinh giới. Nếu mà các bạn có rau thơm nữa và bắp chuối nữa thì nó rất là ngon nha. Còn đây là hành lá nè, rau răm và hành tây. Trâm cũng thái nhỏ ra như vậy và vài cọng hành lá. Và đây là tôm, tôm Huế đó các bạn, chả Huế đó. Ăn rất là ngon. Nếu mà các bạn thích thì các bạn xem video mà Trâm làm chả chả tôm nha. Đây là hấp và còn đây là Trâm chiên. Và bún thì Trâm cũng đã luộc như vậy rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình chuẩn bị tô nha. Trâm nấu bún bò Huế vào buổi sáng, thì buổi chiều tối á Trâm làm cho con của Trâm ăn á. Thì bây giờ Trâm lấy cái thịt nè các bạn thấy không? Để ở trong á thì nó sẽ không có bị đen, để trong nước nước lèo á, thì khi mà Trâm vớt ra, bây giờ Trâm vớt thịt ra nha, thì Trâm bỏ liền vào trong nước lạnh để cho mình nhúng qua rồi mình bỏ trở lại vào tô. Nếu mà các bạn ăn như vậy á, các bạn không có để bên ngoài thì mình không cần nhúng vào nước đâu nha các bạn. Giờ Trâm lấy thịt ra nè. Bạn coi. Mình nhúng vô nước lạnh là bởi vì mình đừng có để cho thịt cũng bị đen á các bạn. Rồi còn cái nồi mà xương. Trâm mở ra nè, nồi xương bây giờ Trâm đổ vào đây nha. Các bạn thông cảm nha, tại vì Trâm cắt thịt mà đeo bao tay vô nó nguy hiểm, cắt vô tay á các bạn. Nó rất là khó cắt nên tay của Trâm cũng đã rửa sạch sẽ rồi, nên mình cắt thái thái mỏng nha. Các bạn muốn thái mỏng kiểu nào thì tùy theo cái sở thích ăn uống của các bạn nha. Trâm chỉ thái vừa vừa thôi. Ở Việt Nam thì một chút xíu mỡ này nè các bạn, và một chút xíu thịt này mình gọi là nạm giòn á các bạn. Các bạn đi ăn phở cũng vậy, các bạn gọi tô phở nạm giòn thì người ta sẽ cho mình miếng miếng thịt này nè, có một miếng mỡ. Sau khi mà mình hầm nóng lại như vậy nè các bạn, thì Trâm sẽ bỏ vào trong đây hành lá nha, và cái đuôi của rau ngò đó các bạn, ngò rí á, cho nó thơm luôn. Rồi các bạn nêm lại theo khẩu vị nha. Hồi nãy Trâm nêm thử miếng thì Trâm sẽ bỏ vô trong đây một chút xíu nước mắm nữa cho nó
mặn mặn tí. Các bạn nêm lại nha các bạn. Và bún thì trước khi mà các bạn nấu đổ ra tô á, thì các bạn một là bỏ vô trong microwave, lò vi sóng á, các bạn làm nóng bún lại, hoặc là các bạn có thể trụng vào nước sôi nha các bạn nha, chăm làm nó hơi nóng ở trong microwave lại thôi. Và chăm bỏ vào trong đây một ít gân bò nha các bạn. Gân bò nạm giòn và một chút xíu thịt. Chăm trụng qua lại nước này nè, để cho nó nóng thịt nha. Sau khi mà thịt nóng thì chăm bỏ nó vào tô nha. Chăm làm từng phần cho mấy đứa con của chăm. Gân nè các bạn thấy không, chăm thái ra đó, gân nè. Và chăm để lên tô một miếng chả tôm mà chăm đã hấp như vậy, và một miếng chả chiên luôn. Nếu mà các bạn có chả quế nữa thì bỏ vào nha, hôm nay chăm không đủ thời gian để làm chả quế. Chăm lấy nước lèo chăm đổ vô nha. Nóng lắm các bạn. Chăm để lên mặt hành, và chăm sẽ múc thêm vào đây một cái giò heo nè. Và trong tô chăm sẽ để ở trên mặt á là hành lá nè các bạn, và rau răm. Và phía trên mặt chăm sẽ rắc một chút xíu tiêu nha. Vậy là xong rồi đó các bạn. Chăm mến chúc quý vị, các cô, chú bác, các anh chị em và bạn bè một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe. Chăm xin hẹn lại video sau. Chăm xin chào.